Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Nói Đi Ngại Gì, và mình là Emma. Vâng mọi người ơi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một khách mời để làm rúng động kiểu mạng xã hội, các câu trending rất là hot trên TikTok ở từ một bộ phim web drama mẹ ma rất là thích, đó chính là nam diễn viên Võ Tấn Phát. Chào tất cả quý khán giả của chương trình Nói Đi Ngại Gì. Trời, em giới thiệu mà làm anh mắc cỡ luôn. Gì trời mà rúng động nghe ghê. Rất là rúng động luôn. Anh không biết là em lướt TikTok 10 cái clip hết, 5 cái clip mà ốc quế sầu riêng bên anh chưa? Thì trộm vía là khán giả cũng yêu thương. Tại lúc làm cũng đâu có nghĩ là nó sẽ rần rần vậy đâu. Cứ làm hết sức mình thôi, nhưng mà vô tình cũng như là hên. Không biết là hôm nay là cảm xúc của anh Phát khi đến với chương trình Nói Đi Ngại Gì là như thế nào ha? Là anh không có ngại đó em. Vậy thì trước khi chúng ta vào phần chính của chương trình, em cần anh Phát phải nói một câu tuyên thệ. Trời đất ơi, có vụ đó nữa hả? Tôi tên là gì? Trời ơi. Tôi xin thề sẽ nói thẳng và thật trong chương trình Nói Đi Ngại Gì. Tự nhiên em nói cái anh tưởng tượng trước mặt anh là vòng bóng ngựa đó em. Trời ơi, sợ quá. Thiệt á, tự nhiên cũng phải tuyên thệ đó. Thôi xin hứa đi. Tấn Phát xin hứa sẽ chia sẻ những cái câu hỏi, những cái câu trả lời mà nó đúng sự thật nhất. Đúng sự thật nhất mà là sự thật, không phải là 100% sự thật cả mọi người. Thì nói chung là 100% thì lúc nào nó cũng không có thu hút bằng cái gì nó cũng phải lần lợ để người ta mới tò mò, người ta theo dõi. Ok, bây giờ mình tâm sự một tí nha anh Phát nè. Tổng kết một năm qua anh Phát cảm thấy như thế nào, mà nếu dùng ba từ để nói về một năm qua thì đó sẽ là ba từ gì đó với anh? Ba từ hả? Một năm 2021 đối với Tấn Phát thì nếu gói gọn trong ba từ đó là tới công chuyện. Tại sao vậy ạ? Tới công chuyện đó cũng là một cái câu trendy gần đây. Từ bộ phim Gia Đình Cục Súc của Phát. Tới công chuyện ở đây là sao? Tức là những cái công việc, những cái dự án của mình nó tới nơi tới chốn. Và khán giả cũng biết đến Võ Tấn Phát nhiều hơn qua cái bộ phim Gia Đình Cục Súc. Và sau cái khoảng thời gian làm nghề là 5 năm thì xem như đây là một cái bước đầu, một cái khởi đệm để cho Phát gần hơn với khán giả và có cho Phát nhiều cơ hội để là làm nghề hơn. Em thấy là mọi người cũng rất là tò mò là không biết ở web drama Gia Đình Cục Súc anh Phát đã bỏ ra chi phí hết bao nhiêu tiền. Web drama Gia Đình Cục Súc thì nó được sản xuất trong cái thời điểm khá là khó khăn, đó là dịch bệnh giãn cách đó. Cho nên là anh cũng gói ghém rất là nhiều. Chi phí thì đợt đầu anh quay á, là anh chị em bạn bè cũng hỗ trợ lắm. Tức là cachê mọi người không có đòi hỏi gì hết trơn á, cứ gửi được nhiều gửi, cho nên là nó cũng nhẹ phần nào chi phí. Gói gọn cái đợt sau thì ba tập sau thì kinh phí nó nặng hơn chút xíu. Tại vì cái gu của khán giả đó, lúc nào họ cũng trông chờ cái sao nó phải nặng đô hơn, cho nên là mình phải đầu tư về set quay rồi những đạo cụ và chất lượng mảng miếng nó nhiều hơn, cho nên là kinh phí nó nặng hơn chút xíu. Tổng cộng là 7 tập phim thì anh làm nó cũng ngốn gần hết tiền tích trữ của anh trong thì... những năm làm nghề. Vậy thì có ai hỗ trợ anh không ạ? Không, cái này anh tự làm thôi. Và may mắn thì đợt sau thì có những nhãn hàng hỗ trợ anh chút phần nào. Vậy thì khó khăn lớn nhất của anh Phát khi mà mình sản xuất bộ phim web drama lần này là gì ạ? Khó khăn lớn nhất đó là cái khoảng thời gian giãn cách và dịch bệnh đó. Tại vì mà khi anh làm là trong cái thời điểm đó là mọi thứ nói là mở cửa lại bình thường, nhưng mà chưa chắc nó không có bình thường giống như những cái lúc bình thường. Nó vẫn còn rất là e dè, rất là nghiêm ngặt về các khâu. Ví dụ như là cái đợt sau anh quay là cái bối cảnh nó hoàn toàn khác, tại vì cái bối cảnh cũ nó vẫn đang là vùng đỏ, anh tới thì nó vẫn còn giăng dây, nó chưa cho quay, cho nên là phải chạy khắp các quận để mà tìm cái nơi nào mà có bối cảnh nó giống vậy, kiểu là cái khu lao động á. Mà thường những cái nơi mà sang trọng, nhà biệt thự thì mình dễ kiếm. Còn những cái bối cảnh mà khu lao động như vậy thì nó rất là khó tìm để mà đúng yêu cầu của mình. Có những nơi nó ra cái chất đó nhưng mà không thể nào đặt máy quay được, tại vì những cái dân cư xung quanh họ sống nữa, họ không có đồng ý. Cho nên là rất là khó khăn trong cái khâu mà lựa chọn về bối cảnh. Nhưng mà may mắn là gần sát ngày quay là cũng chốt được cái bối cảnh. Vậy thì trong lúc quá trình mình làm phim thì có kỷ niệm nào mà làm cho anh Phát cảm thấy là khó quên nhất hay không ạ? Kỷ niệm khó quên hả? Có một lần đó là đoàn đang quay đêm thì gần đó thì dân họ
mình thường là ekip làm phim thì rất là đông, à, có cái đường vào của cái khu dân họ ở đó thì, thì xe đoàn thì đậu ở đằng trước á, mà đậu hơi xa kiểu ở cái phần đất của họ đó. Trời ơi là họ đuổi, họ ra họ đuổi. Trời ơi, còn sao anh? Mà lúc đó họ có men trong người rồi. Trời ơi, sợ vậy. Ừ, mà cả đoàn sợ chứ. Nó nói rồi, dạ em xin lỗi, đi liền đó. Là cái mình đang chuẩn bị là đoàn chuẩn bị giờ di chuyển đó. Mà họ nôn quá hay sao, họ đợi không được, họ lấy đá họ chọi đoàn. Trời ơi, rồi có bị sao không anh? Hên, chắc họ cũng tính toán cái đường chọi rồi. Sợ chọi trúng xe, trúng đồ thì họ đền hay sao. Họ né, họ chọi cũng mé mé đó thôi mà hên không trúng diễn viên nữa. Cũng thoát tim anh ha. Sợ lắm em, tại đất đó là đất của họ mà. Mình dân khác tới mà, cho nên là thôi cứ di chuyển lẹ lẹ né chỗ đó. Dạ, trời ơi, nghe anh kể câu chuyện mà kiểu nổi da gà. Rồi mà đúng không? Làm phim có nhiều cái thú vị lắm. Thế nhưng mà theo như em thấy á, là ở trên thị trường web drama bây giờ có rất là nhiều thể loại. Yeah. Nào là giang hồ nè, đam mỹ nè, tình yêu, học sinh. Thì không biết là thời gian sắp tới á, anh Phát có định thử sức ở trong những cái thể loại khác hay không? Thể loại khác thì lúc nào anh cũng rất là muốn tìm tòi và làm đa dạng mình hơn. Mình đã đang được khán giả yêu thương và đón nhận ở cái mảng hài rồi. Mà anh thấy cái nào khán giả thích thì mình cứ theo đuổi đi. Còn cái việc mà mình muốn thay đổi, mình muốn trải nghiệm, cái đó là ở mình nữa. Tức là mình đang thỏa mãn cái ý muốn của mình. Còn bây giờ mình làm hài là mình đang thỏa mãn cái mà khán giả đang cần. Tức là anh nhìn thấy là mọi người đi làm một khoảng thời gian rất là dài, một ngày ở cơ quan gì đó, mọi người rất là muốn có một cái gì đó để giải trí, stress. Thì tại sao Tiếng Cười không làm cái điều đó? Những cái bộ phim hài thì anh vẫn tiếp tục là phát triển cái mảng web drama hài. Và bên cạnh đó, khi nào mình có đủ điều kiện về kinh tế, tài chính hay là nhân lực các kiểu thì mình sẽ phát triển những cái lĩnh vực khác. Sau này nhớ đóng phim tình yêu, nhớ em nha. Trời phim ơi, tình yêu kiểu hot girl kiểu này nọ thì Bollywood nhớ em nha. Rồi, đẹp nhóm. Hôm trước em vừa mới thấy trên Facebook của anh có chia sẻ là sắp có phần mới đúng không ạ? Thì sau cái thành công của 7 tập phim Gia Đình Cục Xúc thì khán giả cũng rất là tò mò, ngày nào cũng comment vô cho anh đó là trời chừng nào có tập 8 đó. Có nhiều người họ dễ thương, họ lịch sự, họ nhẹ nhàng thôi. Có nhiều người họ hâm bực luôn. Họ hâm á. Trời ơi, làm phim làm gì? Làm phim làm gì mà tới tập 7 rồi không ra tập 8 cho tôi. Trời ơi, mình cái vừa tức, vừa sợ mà cũng vừa thấy mắc cười. Dễ thương tại vì người ta quý mình quá, người ta trông chờ sản phẩm của mình quá, người ta mới comment như vậy. Thì do thời gian cuối năm thì lịch của diễn viên ai cũng bận hết. Cái dàn diễn viên đó thì thật sự rất là đắt xô. Để gom lại tất cả mọi người mà làm tiếp những cái tập tiếp theo vào cái dịp cuối năm thì rất là khó. Vậy nên là xin hứa hẹn quý vị khán giả là qua Tết thì anh sẽ làm tiếp những cái tập tiếp theo. Và song song đó, trong cái thời điểm Tết thì anh sẽ làm một cái series hài mới phát sóng vào có thể là khoảng 22 Tết, 22 Tết âm lịch đến qua khoảng mùng 6, mùng 7 luôn. Để mà phục vụ khán giả trong cái thời gian Tết này. Tí này sẽ về em nói với ba mẹ em, tại vì ba mẹ em trở biến rồi thích phim của anh Phát. Suốt ngày thấy cứ coi mấy đoạn cắt ở trên Facebook á, xong rồi lướt lên coi, xong rồi em có khoe là xưa này thì gương mặt thân quen chung với con đó mẹ. Ok, mình quay trở lại chương trình nào. Một năm qua có thể được gọi là một năm kiểu biến động. Tất cả mọi người đều bị tác động bởi dịch Covid rất là nhiều. Còn cho nên là em cảm thấy là mọi người cũng có một cái sự kiểu chững lại á. Còn đối với anh thấy anh cảm thấy như thế nào, bản thân của mình một năm qua? Cũng không nằm ngoài cái sự biến động chung của mọi người. Đa số nghệ sĩ mà cái khoảng thời gian giãn cách là khoảng thời gian nó kinh khủng lắm. Tại vì mình làm dịch vụ mà cái giãn cách thì đâu thể nào mà tổ chức biểu diễn hay là như thế nào. Nói chung là hầu như là tất cả các nghệ sĩ đều là ở nhà để show đó. Nhưng mà may mắn là trước cái khoảng thời gian giãn cách là anh đã cho ra được 4 tập Gia Đình Cục Xúc rồi. Thì đã có được một cái hiệu ứng nào đó rồi. Thì qua 6 tháng giãn cách thì anh bắt đầu là trong cái thời gian giãn cách đó là anh đã lên ý tưởng kịch bản là làm sẵn hết tiền kỳ. Vừa mà mở giãn cách ra một cái là anh nhào vô, anh bấm máy, anh quay liền. Đó là có nhiều người hỏi trời mới giãn cách sao mà Phát nó ra phim lẹ vậy. Tức là anh chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Hay. Xong mở cửa ra là anh đã cho ra phim. Thì rất may mắn là sau khoảng thời gian giãn cách đó thì mọi người vẫn rất là mong chờ và đón nhận Gia Đình Cục Xúc. Thì cái đợt thứ hai, ba tập tiếp theo nó là như là một cái cơn sốt, giống như em nói đó là đi đâu cũng gặp những cái trending. Đúng rồi, đúng rồi. Thì rất là may mắn và năm 2021 là rất là thành công đối với Phát, đối với riêng Phát.
thì em có theo dõi Facebook của anh Phát, em có thấy là anh còn rất là trẻ nhưng mà đã mua nhà. Ôi trời này mọi người, nhà không phải là nhà bình thường nha, nhà mấy tầng lận nha. Ôi trời, tôi thấy cái bức hình cái nhà rồi, mua xe. Vậy thì không biết là anh Phát có bí quyết gì không ha? Thì mình đi làm thôi, mình đi làm mà mình tích cóp lại thôi. Còn cái nhà đang ở là nhà của gia đình thôi, chứ không phải nhà của Phát đâu. Phát mua những nhà nhỏ nhỏ gọn gọn thì giống như cỡ em vậy, cùng trang lứa với nhau mà. Thì đi làm tích cóp từ từ, mua sắm để đó gì đó, kiểu phòng thân. Xe thì đó là phương tiện di chuyển cơ bản rồi, bắt buộc mình mua. Nghệ sĩ mình mà đồ đạc lỉnh kỉnh với lại đi quay xa diễn tỉnh dạ, thì cần phải có một cái để mà mình có thể thoải mái hơn trong cái việc đi lại. Một năm qua em phải nhận xét là một năm vô cùng khởi sắc của anh Phát. Vậy thì những năm trước đó anh Phát đã bao giờ trải qua những cái khoảng thời gian mà nó chưa được kiểu chín mùi như là năm 2021 không? Thì em cũng gọi là chín mùi, tức là chín mùi nó phải đúng người đúng thời điểm. Còn cái trước cái thời gian chín mùi đó thì nó có thời gian sống rồi hườm hườm mà nó mới bắt đầu nó chín. Theo như quy trình của một cái loại trái cây thì giống như mình cũng như vậy thôi. Cái khoảng thời gian trước đó là có khoảng thời gian để mà Phát có thể học hỏi và trao dồi kinh nghiệm nhiều hơn qua những cuộc thi, những game show. Ví dụ như là Gương Mặt Thân Quen, anh với em tham gia chung với nhau. Thì đó, từ những cái cuộc thi đó thì Phát khán giả mới bắt đầu gần gần game show đầu tiên thì bắt đầu này cũng dễ thương, vui vui. Game show thứ hai thì khán giả bắt đầu ủa có ông Phát tham gia nữa hả? Thì bắt đầu những cái game show sau thì mọi người quen với hình ảnh của Võ Tấn Phát nhiều hơn. Và tới cái bộ phim Gia Đình Cục Xúc thì coi như là mọi người đã quen mặt rồi, nhìn là bắt đầu thấy yêu mến hơn, rồi thấy có cảm tình hơn với Phát. Đó cũng là tạo một cái tiền đề để Phát có thể phát triển con đường sự nghiệp của mình. Bây giờ nếu mà phải so sánh giữa anh của thời điểm hiện tại với cả lúc mà anh mới vào nghề, anh sẽ thấy là mình khác cái gì nhất? Khác nhiều chứ, anh già hơn. Nào anh chia sẻ thêm nào. Tại vì Phát tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh năm 2016, thì tính tới nay là 2022 là gần 6 năm, 6-7 năm. Thì cái khoảng thời gian làm nghề đó đối với mọi người, những bạn bè cùng trang lứa thì mọi người gọi đó là một cái khoảng thời gian thành công sớm á. Tức là anh cũng may mắn đó. Tại vì có những bạn bè đồng nghiệp thì những anh chị đó phải trải qua khoảng thời gian nó lâu hơn nữa. Thì mình cảm thấy mình khá là may mắn trong cái nghề của mình. Mình có được những cái cơ hội, có được những khán giả yêu thương mình. Vậy nên là khi anh nhìn lại thì anh thấy mình đã đang đi đúng hướng và cứ như vậy, cứ cái đà này mà phát triển tiếp thôi. Nãy giờ tụi nghe anh Phát chia sẻ toàn mấy chuyện vui mà, thì không biết trong cái quá trình làm nghề thì mình đã bao giờ rơi vô cái trạng thái kiểu khó khăn chưa anh? Thì cũng có nhiều chứ, tại vì cái khoảng thời gian khó khăn nhất là cái khoảng thời gian mà vừa tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh xong. Thì cái khoảng thời gian đó thì đa số sinh viên thì ai cũng vậy hết. Cái trường của anh thì có một cái câu rất là vui, đó là cái ngày tốt nghiệp đồng nghĩa với cái việc là mình sẽ thất nghiệp đó. Ủa sao vậy ạ? Tại vì một năm trường sân khấu nó còn hơn cả trăm diễn viên, nói về khoa diễn viên không thì hơn 100 người tốt nghiệp một năm á, thì em thấy là đâu phải là 100 người đó làm nghề hết được đâu. Một khóa thì có khoảng 1-2 người làm nghề là đã là cao rồi. Có những người theo nghề, có những người làm nghề, nhưng để thành công được với nghề nữa là nó là một con số rất là thấp nữa. Cái sự đào thải nó rất là lớn. Có những bạn bè cùng trang lứa với Phát sau khi tốt nghiệp thì họ đã phải chuyển sang một cái hướng khác, một cái ngành nghề khác, tại vì không có nhiều cơ hội trong cái lĩnh vực của mình. Đi học mấy năm mà xong ra làm không liên quan thì cũng hơi buồn ha anh ha. Cho nên là cái nghề này nó phải gọi là cái duyên á, gọi là mọi người hay nói đó là tổ nghề chọn đó. Vậy nên là cái khoảng thời gian mà sau khi tốt nghiệp thì anh cũng rất là khó khăn, tại vì mình mới mà dân mới mà chưa có nhiều cơ hội. Cho nên là cứ tham gia những cái nhỏ, rồi những cái vai quần chúng, rồi những cái đêm diễn kịch cà phê, một đêm 50.000, 100.000 kiểu vậy. Cách đây bao lâu rồi anh? Thì khoảng vừa tốt nghiệp là khoảng 5-6 năm trước đó. Thì từ những cái vai diễn đó mình đi làm để mà mình kiếm thêm kinh nghiệm, để mình được va chạm với nghề thôi. Thì đó cũng chính là cái khoảng thời gian khá là đáng nhớ đối với anh. Cái khoảng thời gian đó khó khăn lắm, tại vì sinh viên mới ra trường mà chưa có gì hết, tiền bạc rồi cơ hội rồi mối quan hệ nó cũng không có. Thì từ từ anh bắt đầu đi làm từ từ thì sau này mình có được nhiều cơ hội hơn và có được cái khoảng thời gian may mắn mỉm cười như bây giờ. Anh Phát trước đây đã từng nổi tiếng với danh hiệu là ba quán quân của ba chương trình. Thì mọi người cũng có vẻ nhận xét là con đường sự nghiệp của anh Phát có vẻ cũng đơn giản chứ ha. Thì không biết là anh Phát có được kiểu
anh chị em trong nghề kiểu giúp đỡ nhiều hay không hen? Ủa không giúp đỡ thì sao có được Võ Tấn Phát như bây giờ. Không chỉ riêng anh mà ngay cả em cũng như là tất cả bạn bè đồng nghiệp thì ai con đường mình đi lúc nào cũng cần phải có những bạn bè hỗ trợ với nhau. Thì thường thì cái lĩnh vực của mọi người nó cũng đa dạng. Ví dụ như ca sĩ thì họ có thể họ đi hát solo, tự chủ động hơn cho cái công việc của mình. Còn đối với riêng diễn viên đó, thì đó là công việc của tập thể. Tại vì không thể nào mình lên sân khấu mình diễn một mình được. Lúc nào cũng phải sự tương tác, sự kết nối của rất là nhiều bạn bè, anh chị em nghệ sĩ. Để có một cái bộ phim hoặc là có một vở kịch thì chắc chắn rồi, không thể nào mà một bộ phim một người đóng được. Giống như gia đình cục xúc của anh cũng vậy, rất là nhiều bạn bè anh chị em đồng nghiệp hỗ trợ. Thì BB Trần, Ngọc Phước, Minh Dự, Ngọc Hoa hay là Kim Đào, tất cả anh chị em trong bộ phim gia đình cục xúc, đó là một ví dụ để cho thấy rằng có một cái sự thành công chắc chắn sẽ luôn có bạn bè và anh em đồng nghiệp hỗ trợ. Vậy thì nãy giờ trong số những người mà anh Phát đã từng nhắc thì đối với anh ai sẽ là, đối với anh nha, ai sẽ là cái người mà anh sẽ coi như là thầy của mình? Thầy hả? Tại vì anh có những người thầy ở trong trường sân khấu điện ảnh, và bên cạnh đó là anh có theo học thầy nghệ sĩ ưu tú Thành Hội và cô ấy Như, là những người thầy mà đã cho anh được rất là nhiều những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức trong nghề nghiệp của mình. Thì đó là hai cái người thầy lớn đó với Phát. Nhưng mà em đang bảo là trong số những người mà nãy giờ anh từng nhắc tới mà, đó nguyên một danh sách nãy giờ anh nhắc, anh nhớ không vậy? Đó là bạn của anh thôi chứ đâu phải là thầy. Vậy thì nếu mà nói như vậy thì đối với anh thì ai lại là người kiểu chỉ dạy anh và hỗ trợ giúp đỡ anh nhiều nhất? Ai cũng có cái hay riêng để chỉ dạy cho mình hết, ngay cả những người bạn hoặc là những người em của mình nữa. Mình thấy họ hay cái điểm đó thì mình ok, mình sẽ học hỏi. Thì như vậy họ đã cũng là một phần nào đó họ đang chỉ dạy mình rồi. Anh được cái là anh hay tiếp thu, mà kiểu tiếp thu nhiều nơi, nhiều nguồn lắm. Tức là ok, người này giỏi cái mảng này thì anh sẽ ok, anh trộn vía anh xin chút xíu. Người kia hay cái chỗ này, họ tinh tế chỗ kia thì anh sẽ bắt chước họ chút xíu, để mà mình tổng hợp lại thành cái của riêng mình. Nếu mà đã nhắc về những người bạn rất là thân thiết với anh thì không thể nào không nhắc đến anh Đại Nghĩa. Thì không biết là đối với anh Phát là anh Đại Nghĩa đóng vai trò như thế nào trong sự nghiệp của anh và trong cuộc sống của anh? Cái này chia sẻ nhiều rồi, đó là một người anh đồng nghiệp bình thường thôi. Anh Nghĩa cũng hỗ trợ Phát rất là nhiều. Ví dụ như là bộ phim Gia đình Cục Xúc thì anh Nghĩa cũng có hỗ trợ tham gia, mà không có lấy cái C, kiểu như là đàn anh hỗ trợ mình. Rồi ví dụ đợt trước là anh có làm Bơ Lan nữa thì anh Nghĩa cũng là tham gia hỗ trợ diễn giùm mình luôn. Đó là những người bạn, những người anh đồng nghiệp rất là quý đó Phát. Thôi nãy giờ mình nhắc về bạn bè nhiều rồi, okay. Không biết là tình trạng mối quan hệ của anh Phát hiện giờ làm sao ha? Anh được cái là anh yêu công việc lắm thật sự. Anh mà có cái thời gian rảnh rỗi là anh bị buồn á. Tự nhiên là cảm giác trời sao bạn bè mình đi làm nhiều quá rồi, quá trời xô chậu sản phẩm rồi, tại sao mình lại rảnh như vậy? Là anh cứ cố kiếm chuyện anh đi làm. Anh cố bài cái này bài cái kia ra để làm. Thì những cái bộ phim, những cái sản phẩm tiếp theo của anh á, nó cũng từ những cái suy nghĩ đó của anh mà ra. Ví dụ như là cái đợt ekip diễn viên Gia đình Cục Xúc này, cái mùa Tết họ bận quá trời. Trời, không thể nào mà mùa Tết mình không ra sản phẩm được. Tại mình đang cái đà mà khán giả đang yêu thương mình mà. Là anh phải nghĩ ra một cái kịch bản khác, một cái ý tưởng khác. Nhưng mà với dàn diễn viên khác đúng không ạ? Dàn diễn viên khác, tại vì bên kia nó bận. Đúng rồi. Ôi, tại vì mà có diễn viên rảnh hết thì anh làm Gia đình Cục Xúc tiếp rồi. Dạ. Nhưng mà dàn diễn viên bên kia bận hết rồi, anh phải chuyển sang một cái hướng khác, là anh làm một cái series khác luôn. Ra đúng dịp Tết. Và tiết lộ nhỏ luôn là dàn diễn viên Tết này, bộ phim tên là Mèn Đét Ơi. Mèn Đét Ơi là một cái câu cảm thán, nó biểu hiện cho một cái thái độ ngạc nhiên hoặc là đối với một cái sự vật, sự việc nào đó. Mà em thấy người miền Tây rất là hay sử dụng. Đúng rồi, anh dàn diễn lâu mà. Cho nên là khi mà đụng tới cái gì trời, Mèn Đét Ơi, cái thằng này Mèn Đét Ơi, kiểu như rất là dễ thương gần gũi. Thì anh chọn cho cái tên phim mình là Mèn Đét Ơi. Thì có sự tham gia của Huỳnh Lập nè, Lê Nhân, rồi Duy Khương, Kim Đào, Tràng Ngọc, Xuân Tiến, Tân Phúc nữa. Rất là nhiều anh chị em đồng nghiệp mà cũng đang được khán giả rất là yêu thương. Hy vọng là bộ phim này sẽ mang lại rất là nhiều tiếng cười, nguồn năng lượng tích cực vào cái dịp Tết Nhâm Dần 2022. Wow, no quá à. Nói em nghe tên dàn diễn viên thôi là em cảm thấy là chắc là cười banh bụng tiếp luôn á anh. Mà theo như anh Phát chia sẻ nãy giờ thì cảm thấy là anh Phát có rất là nhiều mối quan hệ tốt. Bạn bè anh chị em rất là thân thiết. Thì không biết là anh có cảm thấy là bản thân của mình đang được mọi thứ rất là ưu ái hay không? Mọi người thấy thì thấy cái phía trước thôi. Chứ ít ai mà thấy được cái đằng sau, cái hào quang của mình lắm. Phải những người bạn bè thân thiết và cùng đồng hành với mình trong suốt cái chặng đường thì mới thật sự thấy rõ
cái sự nỗ lực của mình. Ví dụ như là Phát có một người bạn rất là thân, đó là Kim Đào. Bạn ấy là đồng hành với Phát từ cái khoảng thời gian đầu, qua những cái cuộc thi luôn, lúc nào cũng là người ở phía sau để mà hỗ trợ cho Phát từ những cái góp ý về kịch bản hay là đạo cụ, quần áo như thế nào. Thì Kim Đào chứng kiến rất là rõ cái quá trình nỗ lực của Phát từ những cái cuộc thi như là Quán Quân từ Cuộc Xuân Việt, rồi đến Cặp Đôi Hài Hước, rồi đến gần đây là Quán Quân Én Vàng 2020 đó. Wow. Thì rất, những cái Quán Quân đó thì trong cái cuộc thi thì rất là nhiều những thí sinh nặng ký, em chơi với anh em cũng biết mà đúng không? Ai cũng giỏi, ai cũng có những cái bản sắc riêng, mà để đạt được Quán Quân thì nó cực kỳ khó. Thì đó là cái quá trình nỗ lực rất là lớn để có được như ngày hôm nay, và đặc biệt là có được rất là nhiều danh hiệu Quán Quân đó. Có nhiều người nói là mỗi chương trình là có một Phát đi thi là thôi họ không thi. Sợ kiểu ráng ráng. Ây, có vía, trộm vía là có vía Quán Quân á, chơi với thắng cái đó. Mọi người ơi, lúc mà mình tham gia gương mặt thân quen chung với anh Phát nha, lần đầu tiên gặp anh Phát là chỉ biết là anh ấy đã từng Quán Quân một chương trình trước đó rồi. Là hơi run run sợ sợ rồi. Xong rồi vô, xong rồi thấy nhìn mặt đầu tiên nha thì tưởng là chắc là kiểu sói ca, xong rồi nhạt nhòa. Không, đúng rồi, vậy như vậy thôi. Xong chỗ tới lúc mà ông lên sân khấu quậy canh bành, lúc đó làm kiểu thôi chết. Không mà được, cái đó là không phải, cái cuộc thi đó là không phải sở trường của anh, tại vì là về hát. Mình là diễn viên. Nhưng mà anh nhưng mà tiết mục của anh rất là vui. Thì đó, anh lắp liếm cái diễn vô chứ anh hát sao lại chị Nhật Thủy hay là Mia hay Lý Em nữa đúng không? Quay trở lại chương trình nè. Thì có bao giờ không biết là anh Phát đã từng gặp tình trạng ví dụ như là bị chèn ép, ma cũ bắt nạt ma mới bao giờ chưa? Hơn cái là Phát chưa có bị cái tình trạng đó, tại vì là lúc nào mình đi làm hay là mình tiếp xúc với ai mình luôn giữ cho mình được cái phép kính trên nhường dưới. Thì khi mà mình tôn trọng người khác thì chắc chắn họ đâu có lý do nào để mà họ không tôn trọng mình. Cho nên là anh cứ áp dụng cái công thức đó mà đi làm nghề tới giờ, thì may mắn là anh được rất là nhiều bạn bè và đồng nghiệp thương. Cho nên là cần cái gì hay là nhờ quay phim sản phẩm cái gì là cứ nhắn mọi người là mọi người ok hết. Em phải công nhận một chuyện, đó chính là qua hoạt động đến lúc bây giờ, em thấy anh là một người rất là ngoan. Ngoan ở đây không phải là nghĩa là ngoan như một cậu bé, mà là lành tính ấy, có nhân cách tốt, với cả rất là chăm chỉ làm việc nha mọi người. Cho nên em nghĩ cái việc mà kiểu anh được trời thương trộm vía, được ưu ái như vậy, đó cũng là một cái lý do rất là rõ ràng luôn. Cảm ơn em. Cho nên là đó cũng là một cái kiểu nguồn năng lượng để cho em học tập theo, đó chính là làm gì làm mình lúc nào cũng phải đặt cái nhân cách của mình lên đầu tiên trước. Phải ngoan ngoãn, và sau đó mình sẽ đến với cái khúc là chăm chỉ cần cù là thành công sẽ tới. Trời ơi, mẹ nó khen mình quá thiệt, nó khen từ đầu chương trình tới giờ, bắt cỡ gần chết. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến với tiết mục Góc Thời Sự. Thì anh thấy không? Đây, trên đây có ba quả trứng. À, anh hãy chọn một trong ba quả trứng này đi và em sẽ tiết lộ bí mật cho anh. Rồi, đây, chọn giữa đi. Ok. Anh phải mở ra luôn không? Dạ. À rồi, trời ơi, cái câu này cũng đang hot nè. Mang tiền về cho mẹ nha mọi người. Không biết là anh Phát cái ca khúc này không ạ? Không biết là anh biết hay không, nhưng mà khi mà anh Đen vừa ra mắt thì mẹ anh gửi cái link cho anh. Gửi vào Facebook á, rồi gửi cái link à. Mẹ chỉ để đây và không nói gì. Vậy thì không biết là anh rap có thuộc bài hát này không ạ? Anh chỉ thuộc đúng cái câu mẹ anh gửi thôi. Mang tiền về cho mẹ. Đúng rồi, yeah. Mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Thì em có theo dõi tại bài này rất là hot, được top 1 trending trên YouTube luôn. Thì có khá là nhiều ý kiến về ca khúc này. Có nghĩa có những người ta bảo là đúng rồi, nguyên một năm mà mình làm việc các kiểu nào mình mang tiền về cho mẹ mình là chuyện bình thường mà. Nhưng mà cũng có những cái ý kiến kiểu người ta đi ngược lại. Người ta bảo là tự dưng tại sao lỡ trên đây làm không có dư giả gì mà vẫn phải đem tiền về cho mẹ, thì có phải là hơi thực dụng hay không? Thì không biết là anh Phát nghĩ sao về cái luồng ý kiến này? Mỗi sản phẩm của một nghệ sĩ nào đó là nó là cái hơi thở, là cái phong cách của cái người nghệ sĩ đó. Ở đây là cái câu chuyện mà anh Đen Vâu anh muốn kể, là những cái tình cảm của anh muốn dành tặng cho người mẹ của mình. Thì khán giả nào cảm thấy là mình có cùng cái tần số cảm xúc với ảnh thì họ sẽ dễ cảm nhận hơn. Và có những người họ có thể là họ cái điều kiện của họ không thể nào mà để có cái may mắn để mà họ trải nghiệm được những cái điều đó. Ví dụ như là có những người họ không được ở gần mẹ từ nhỏ hay ví dụ vậy. Còn đối với anh thì may mắn là anh được sinh ra trong một cái gia đình nó cũng rất là hạnh phúc, yên ấm. Ba mẹ thì rất là thương và anh cũng vậy. Cho nên là cái câu mà mang tiền về cho mẹ đối với anh là cái chuyện rất là bình thường và rất là thiêng liêng đối với anh. Thì cố gắng trên này để mà
mang tiền về cho mẹ, cho ba. Tại vì thật sự mình đâu có xài gì nhiều đâu. Mình chợ ăn mặc quần áo thì đó là cái chi phí nó một phần nào đó thôi so với cái thu nhập của mình, thì còn dư như là cứ gửi cho ba cho mẹ, ba thích gì mẹ thích gì mình cứ sắm mình mua cho ba mẹ. Tại vì thật sự làm trên này thời gian giãn cách vừa rồi đó, anh cũng không có cơ hội về với gia đình, cứ khoảng hơn gần 9 tháng rồi cứ gọi là FaceTime qua điện thoại thôi. Cho nên là rất là mong chờ cái dịp Tết này là có thể về mang tiền về cho mẹ. Vậy thì bình thường hồi xưa là bao lâu thì anh về thăm gia đình một lần ạ? Lúc trước thì anh khoảng là 2 tháng 3 tháng thì về một lần. Thì coi như vậy là 9 tháng rồi, gấp 3 lần luôn ấy. Mà tức là một năm 12 tháng mà về năm được có 4 5 lần. Mà ba mẹ thì đâu có phải đợi chúng ta được lâu dài đó đúng không? Những gì cũng có thể xảy ra cho nên là mình không biết trước được điều gì, thì cứ làm được gì cho ba mẹ là anh cứ làm thôi. Vậy thì anh Phát Tết này sẽ mang gì về cho mẹ nếu mà không phải là tiền ạ? Không phải là tiền hả? Thật sự thì đối với mẹ anh là anh mang cái cục cái cục gì ạ? Sao quá. Anh mang anh về thôi là mẹ anh đủ vui đúng không? Cái cục cưng đó, à. Đó là cái cục cưng của ba mẹ về thôi. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với tiết mục Góc Vui. Anh Phát biết rồi đó, tất cả những người nào đến đây cũng phải thực hiện qua cái thử thách này nha. Và ngày hôm nay thì em cũng muốn nói là em rất là cảm ơn anh Phát đã đến với chương trình và kiểu rất là vui vẻ, anh em mình nói chuyện rất là thoải mái với nhau. Nhưng mà bây giờ anh phải thực hiện cái thử thách này thôi. Đó là cái gì vậy? Đó chính là anh phải làm một cái cuộc gọi, thực hiện một cuộc gọi. Và anh phải nói chuyện lừa người ta làm sao để cho người ta tin anh thì anh mới được vượt qua thử thách và em được đi về. Còn không sao anh phải ngồi ở đây. Trời ơi, chết rồi. Thôi giờ chắc anh gọi ai giờ ta? Thì hôm rồi mình tương tác với ai? Bây giờ em cho anh cái đề luôn. Anh mượn ai đó tiền làm phim? Mượn tiền làm phim hả? Trời ơi, giờ anh gọi đứa nào nó cũng mượn tiền anh hết. Chứ mượn tiền tụi nó khó lắm. Để anh gọi thử coi. Alo. Chào ca sĩ Tân Phúc nha. Ủa gì vậy? Tại vì đang có cái việc này muốn nhờ vả em nè, cho nên phải nói chuyện lịch sự như vậy. Cái năm nay là em cũng quá trời rần rồi, em cũng top 1 trending cả tháng trời, đi đâu cũng nghe bài hát của em hết. Thì chắc là em cũng chạy show nhiều lắm đúng không? Nói chung là mình chắc cũng không có top 1 gì đâu hả? Anh lèo tèo top 2, top 3 thôi chứ đâu được top 1 như em đâu. Đâu em thấy cũng mà bài nào tập nào ra cũng thớt. Thì thôi, nhưng mà nó cũng không có còn rất là eo uột em ơi. Thì bây giờ đang cái phim nó đang cái đà quá rồi nè. Thì bên bên đơn vị, có một cái đơn vị muốn là cộng tác với anh để mà làm lên điện ảnh luôn á. Thì mà bây giờ cái kênh này cơ hội hiếm lắm em, đâu phải ai cũng được vậy đúng không? Thì anh cũng đang mà rất cái mũi gì lên phim điện ảnh nó có ảnh hưởng gì mà. Không, em cái này người ta gọi thay vì người ta coi phim 3D thấy không? Cái mũi anh nó chân thật chị mà. Em sao? Nó lú ra khỏi cái màn hình luôn rồi. Đúng rồi, em phải cảm nhận được cái điều đó. Thì đó, cái cơ hội này nó rất là quý. Rất là quý, hiểu không? Thì bây giờ mà bên kia họ muốn là mình có phải có gọi là cái đối soát với họ. Đó, tức là họ bỏ ra 7 phần thì anh phải bỏ 3 phần, hiểu không? Kiểu như vậy á. Thì họ bỏ 7 phần là 7 tỷ, giờ anh 3 tỷ đó là để mà làm cái phim nó 10 tỷ gọn gọn thôi, hiểu không? Nếu mà lời thì cũng chia 7-3 giống vậy. Thì giờ anh còn có 2 tỷ à, giờ anh mượn em tỷ được không Phúc? Không lẽ ca sĩ quá trời đắt xô vậy rồi em không từ chối anh. Có trả tiền lời không anh? Tại vì nó là cũng đầu tư á. Một dạng đầu tư á hả? Đúng không? Không lẽ anh nghĩ là anh kêu đầu tư vô 1 tỷ đúng không? Không, tức là cho anh mượn thôi. Anh đầu tư rồi anh trả cho em đúng 1 tỷ đó. Ủa gì kỳ vậy? Ủa cái này là anh mượn chứ đâu phải anh mời em đầu tư đâu Phúc. Giờ sao? Được không? Cho không? Mượn tỷ chứ không lẽ nghỉ bao lâu nè? Tại vì bên kia họ hối anh quá trời rồi. Bên kia họ hối anh quá trời, phải trời anh ơi. Phải trả lời liền. Không mà bên đây họ ngộ vậy đó. 15 phút. Trong 15 phút phải trả lời liền. Chứ em biết là bên nào vậy? Đâu được, anh đâu có tiết lộ khách hàng được, người ta kiện anh rồi sao? Đúng không? Trời đất ơi. Giờ sao? Không cần biết là anh làm với bên nào mới được chứ, để em coi bên đó làm có tốt hay không để em cứ cho anh mượn. Trời ơi, có kiếm lời được trả nợ cho em hay không chứ? Thầy không lẽ giờ cũng anh với em không à? Cái bên này mà cái bên mà nó tào lao mới lao rồi làm ra cái phim không ra cái gì rồi không có lời.
Tại sao anh có tiền trả em? Không, cái đó là cái phương diện về là kinh tế, về thương mại. Còn bây giờ là anh với em là đang trên cái phương diện là anh em bạn bè tình cảm thôi. Giờ anh mượn tiền em. Bạn bè tình cảm, tiền bạc nó cũng phải rõ ràng. Chết rồi, giờ ca sĩ mà giờ. Rõ ràng. Ôi tính toán danh quá rồi, giờ có cho mượn không nè? Ủa anh ơi, tỷ phải là 100 ngàn. Vậy là không, bây giờ chốt lại là có cho mượn hay không thôi. Kêu hỏi coi đơn vị đó là đơn vị nào mới cho mượn. Là phải biết đơn vị mới cho hả? Không phải biết đơn vị đó, đơn vị nào, làm ăn sao. Thôi giờ anh những phim nào, anh bỏ cái đơn vị đó luôn. Anh tự bỏ tiền túi anh làm luôn. Mà giờ vậy còn hả, thiếu. Chắc lời không, thôi chị cũng hơi qua hiu hiu nha. Chết, ủa sao em bàn ra không vậy? Chết rồi. Ủa, nè. Trời mình mới làm phim kia à, mới phim làm phim trên YouTube thôi, mới chết làm phim, rồi. Phim nhỏ nhỏ gì đó xong giờ mình đùng cái mình đẩy vô phim chiếu rạp cái gì chứ cũng thôi, chắc đâu nghe. Em sẽ mình phải coi mùa này nhiều phim chiếu nãy giờ ta mới cho đi coi rạp vậy thôi. Khán giả giờ người ta còn quan mang lắm anh. Chết rồi, cái đầu ca sĩ mà sao cái góc nhìn là thương mại quá vậy. Đúng rồi, làm việc cái gì nó cũng phải có kinh tế cho nên. Vậy là suy nghĩ lại đúng không? Góc nhìn thương mại vậy lắm. Vậy là suy nghĩ lại đúng không? Đúng rồi, phải suy nghĩ chứ. Rồi, em suy nghĩ đi. Để anh bàn với đối tác tiếp. Để anh nói lên bàn với đối tác. Xong nhắn cho em. Ok. Thấy chưa? Trời ơi, nhưng mà anh Phúc anh rất là ăn chắc mặt bền luôn ha, rất là đó, chắc cốt luôn chưa, á. Thấy chưa? Trời ơi. Không mà cái này anh hơi quá. Anh hơi quá, anh thấy hơi quá. Nhưng mà nếu mà là em thiệt á, là em mượn tin á. 1 tỷ lần mà em. Mượn 1 tỷ, tại làm phim mà, phim điện ảnh mà. Thì đó, 1 tỷ cũng là một cái con số lớn cho nên người ta phải tính trước này nọ, hiểu không? Vậy thì là anh Phát không có vượt qua được thử thách rồi. Tại vì anh Tăng Phúc quá chắc cốp nha mọi người. Không, với nãy là tại anh thôi. Anh nó mượn 100 triệu chắc Phúc nó cho. Ừ, chắc cho mượn á. Chứ mượn tỷ nó quá. Mùa này mà ca sĩ quá. Ca sĩ mùa này cũng kẹt lắm. Tại vì event đâu có cho tổ chức đâu. Dạ. Trời ơi, dở quá, phải mượn 100 triệu được rồi. Ok, bây giờ em sẽ tìm hình phạt cho anh nha. Dạ. Yeah. Nhưng mà em vẫn không biết là ngoài diễn xuất ra anh Phát còn làm được những cái gì khác nữa à. Nhảy là em thấy biết nhảy rồi đó nha. Hát cũng được cũng đó. Bây giờ mình hát tặng bài đi ạ. Hát tặng bài. Dạ. Yeah. Anh hát mình nó buồn, nó với lại sợ rớt tông rớt nhịp. Ôi gì ạ? Hát chung với anh đi. Ok, bài không? Gì ạ? Bài gì em hay hát nè. Okay. Rồi, bài chính là anh vẫn sẽ hát nhiều, em sẽ đệm đệm chung okay, với anh thôi tại vì anh đang bị phạt mà. Ok, và hình phạt của chúng ta ngày hôm nay dành cho anh Phát đó chính là anh Phát phải hát một ca khúc gửi tặng cho khán giả đang xem chương trình ạ. Và Tấn Phát sẽ gửi đến cho em Mai cũng như là quý vị khán giả ca khúc là Năm Qua Đã Làm Gì. Năm qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người đơn đã tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho những mối thân tình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua buồn vui thế nào, có giận hờn có thứ tha, hay lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Hey, dù là như thế nào mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngẩng lại một nụ cười vẫn trên môi. Thành công hay thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Không sao, rất là có giọng nha mọi người. Vâng, ngày hôm nay rất là cảm ơn anh Phát đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và kiểu vì chương trình hành hạ các kiểu này nọ, nhưng mà anh Phát vẫn rất là nở một nụ cười tươi trên môi nha mọi người. Trước khi kết thúc chương trình thì không biết là anh Phát có gì muốn gửi đến khán giả đang xem chương trình không ạ? À, xin kính chúc cho tất cả quý khán giả một năm mới có thật nhiều sức khỏe, bình an. Và đặc biệt là mọi chuyện cũ trong năm qua thì chúng ta không cần phải quên đi đâu. Chúng ta nhớ đó để mà làm động lực để cho năm 2022 chúng ta phát triển nhiều hơn, phấn đấu nhiều hơn và có được những thành công, những thành tựu mới. Happy New Year mọi người. Yay! Và trước khi kết thúc chương trình, Emma xin được phép nhắc lại khung giờ phát sóng của chương trình đó chính là vào 20 giờ tối thứ hai hàng tuần ở trên Facebook của báo Thanh niên.vn và YouTube iHayTV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.